Chiều 26 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng và tháng 10 năm 2023. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến công an các huyện, thị xã, thành phố. Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 190 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 133 người, bị thương 78 người, hư hỏng 311 phương tiện các loại. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng gần 1,4 tỷ đồng, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm trước. Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh được duy trì thường xuyên. Qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện xử lý 41.265 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13.725 phương tiện, xử phạt 60,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 5.827 trường hợp, trong đó vi phạm tốc độ 10.427 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 8.650 trường hợp, dương tính với ma túy 104 trường hợp, chở hàng quá tải trọng kích thước 812 trường hợp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá, ghi nhận những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh 10 tháng đầu năm 2023, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt đến cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, điện mà Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã đề ra. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, chở quá khổ quá tải. Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến luật về trật tự an toàn giao thông, vận động quần chúng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, chủ động tham gia tố giác các hành vi vi phạm.